Cố lên, nhảy. Kêu gì nhảy. Trời, nhảy kêu gì bỏ chấn kêu vậy. Trăm người có cái anh này mới hả? Xin chào cả nhà, thì hôm nay buổi chiều thì mình rảnh rỗi đi ra ngoài đây coi mấy đứa nhỏ tắm xong nữa nữa. Đó. Ở đây thì mấy đứa nhỏ trong xóm gạch nước trong nó tắm thì theo nước lớn, nó canh nước lớn là tắm chứ không phải tắm theo giờ. Buổi chiều chứ mình tưởng là cứ nghĩ lúc trước mình cứ nghĩ là cứ tầm 4 5 giờ trời mát nó mới 4 giờ 5 giờ trời mát nó mới tắm, nhưng mà thật ra là giờ mới có 3 giờ mấy là nước lớn là tụi nó. Mấy đứa nhỏ với mấy cái anh người lớn trong xóm á rồi chuẩn bị là tắm xong rồi. Ê anh lấy cái này nè. Gì? Nè, áo phao. Áo phao hả? Này mà áo phao. Tắm luôn. Thôi hay làm biển luôn. Ôi nãy chị Dung điện anh á. Em kêu. Vậy hả? Cảm ơn nha. Anh Long. Có mùi thúi ta. Anh Long nhảy rồi. Ủa bữa nay tắm sớm hả? Không. Nè tắm sớm hả? Tại vì bữa nay nước lớn, thấy nước lớn nhà nào tắm gì đó. Nước lớn nhà nào tắm gì đó. Nè, ủa sao 2, 4 cái này có 5 người có cái anh này mới hả? Không hay vậy. Còn cái có cái thằng gì tin tiền á, nó đang học rồi chúng nó ra. Vậy hả? Học, đang học online hả? Hình như bây giờ là như nó sắp ra rồi. 2 giờ 35 là tiền ra, nhưng mà giờ không biết giờ mấy giờ. Vậy hả? Rồi. Trời ơi, không có sao đâu. Ủa này tắm hết vậy? Có như đây hả? Còn như học online hả? Mới thiếu 2 người nữa. Mới tắm hả? Tắm hồi nào? Mới tắm hả? Dạ. Yeah. Nhẹ thôi. Rồi, nay trời mát quá. Có cái áo phao nữa nè. Không được thấy nữa. Bên này chưa có tắm hả? Tại mình dở quá, mình không biết bơi. Mấy đứa nhỏ này nó hay ghê luôn á, nó biết bơi sớm á. Nay nước lớn sớm ha. Giờ mới có, ủa? Mới có 2 giờ 16 phút à. Ủa cái gì vậy? 2 giờ 16 phút à. Vậy là mình cứ nghĩ là chiều 5 giờ mới nước lớn, mà bữa nay nước lớn sớm ha. Ê. Đông người hả? Hợp luôn hả? Trời ơi, con người hợp là con người đứng. Siêu vậy. Xem nữa. Xem nữa. Có ai? Không. Anh như có mùi gì đó. Hả? Anh như em không nghe có mùi gì đó. Này không nắng, giờ nắng. Giờ có nắng lên hả? Hôm nay tắm sớm quá. Mới hai mấy tắm rồi. Anh nước lớn quá. Được, em mua liều. Thôi ở đây được rồi, mình biến như lên chảnh. Ừ, đi vòng vòng chảnh một. Ở chảnh nó có chỗ nào ngồi để quay ngon, ở đây cũng mát. Đúng rồi. Có người lớn đã hướng dẫn đi theo kìa. Thì đỡ sợ ha. Đó, có cái ầm đó anh lớn. Nhưng mà bây giờ không có ầm cho mình. Ừ. Biết bơi hết trơn phải không? Nhẹ nhàng vậy. Anh sợ. Ai? Trời ơi, tung nước bằng. Tao nhẹ dữ quá. Nhẹ sẽ tới sống thần luôn. Ê, mấy người kia học online hả? Bên này học online hả? Bên này thứ mấy tờ? Bên này thứ 2. Hai. Có thằng bé gì lanh lanh quên rồi. Biện tiền phải không? Đúng rồi. Trời ơi, nó tiền nó lanh nhất á. Anh đang học không? Ủa anh ơi, anh coi thử giờ mấy giờ. Mới có 2 giờ 18 mà. Ây là 2 giờ 35 là tiền sẽ ra. Vậy hả? Nhưng chút cũng lấy cách thôi. Ủa sao bữa nay học online sớm vậy? Không chịu. Ủa học online tan sớm vậy? 2 giờ mấy giờ? Có tiền học thôi. Dạ. Có tiền ra mới vui. Có tiền mà kêu đô la nó không chịu ha. Chiều bữa nào cũng ra đây coi tụi mình tắm xong thích quá ha. Trúng mấy giờ? Trúng hả? Nó nhảy qua đầu. Ê, gọi cái bạn mắt kiến đâu rồi? Cái hộp. Gì? Trời ơi, mới nhắc đi tắm xong hả các bạn mắt kiến? Bạn nói tên gì của anh ta? Thi. Thi hả? Đưa đầu ra nha. Khoan cách. Tắm xong. Lên hả? Có.
tắm xong đi. Tắm xong hả? Dạ. Giờ đi các bạn hả, sướng vậy? Qua đi các bạn, nay đi các bạn hả? Đó, nay đi nè, tôi đi đâu? Dạ. Đi mấy giờ mới vậy? Xíu mà đi có. Ôi tối trời mưa hả? Tơ bạn với ghẻ nó mấy nhiều đi chơi. Dạ. Anh tạ lấy cho em miếng sót này ơi. Trời ơi. Một cú nhảy. Anh tài. Đẩy vô đây nè. Miếng sót. Tôi lấy quyền chơi như vậy. Có đâu. Tại. Ai kêu vậy? Lấy em chơi. Anh mày kêu gì tiền có tắm không? Tiền ở xong xong rồi. Chứ em chơi bên tắm. Có ơn tiền ra mới vui á, tiền tắm xong quá trời luôn. Sao nước lạnh lạnh ta? Với lại còn một cái người tên Vinh nữa nhưng mà vậy hả? Anh nói giận gì rồi? Sao vậy? Gì? Sao không rủ con Vinh ra tắm xong? Vinh nó học. Học hả? Anh mở cái này vô là tắm gì vậy? Thôi, anh không có đem đồ. Ê trời ơi, chúng chết. Cái mụ gì vậy? Lẹ cái đoạn nha. Ấp gì? Ủa đó tao nhớ tao quên cái cách làm cái đồ giật giật mày chơi. Gì quên cách làm đồ giật giật vậy? Cái kiểu chấm hụt vào cái có cái cây lên nè, cái hay làm trong trống cho nó. Này cái nó lòi cái dây kéo gì nè, là cái giống giống như quay vui lắm. Là giống cái trong trống vậy hả? Anh biết làm anh làm không? Ủa rồi mày làm cái đó vậy? Mày đu đu luôn hả? Có đâu. Không. Cái tắm nhiều đó mệt thì vậy. Mới nhảy có con cái mà lên rồi hả? Mẹ tôi đang làm bánh mà đem cho. Đâu quên nhảy gì? Bánh gì? Chú. Trời ơi sướng vậy. Nhảy con không? Không nhảy luôn hả? Không. Số 7 may mắn. Số 7. Có làm gì? Ơi 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 đừng giỡn. Ai biểu ngoại nãy. Cái đó là cái gì? Gì cho số tài. Đấy có dừng cái xấu. Anh tài ơi nguy hiểm. Cái xấu. Trời ơi, đang tắm có cái bào dơ quá nên không ai dám tắm mà lên hết trơn. Sợ quá cái bào dơ. Không biết bao giờ. Nó kêu xuống chạy thẳng xuống dưới giường của nó. Sướng vậy? Vì nó ngay qua chỗ hiệp đức. Người chắc ăn nhậu rồi. Này ngay nè, bạn có con nữa. Thường là thường ba đứa là nó không có. Cái đi chơi. Theo thì không thì. Cái là một lá sông này thì. Ê bơi một tay hay vậy? Bơi một ba tôi dặn mày bỏ được không, mày bỏ luôn đi. Chị hai ra kìa. Anh hai sao cô chúng cái này không? Những cú nhảy à. Chị hai kìa. Sao chết lắm rồi. Nhảy xe tô hả? Đứng kìa. Xe tô ngược ra sao? Bể lưng hả? Thử rồi. Bể biến mất à. Cây nhà nó có cây nhảy mày đâu? Không biết ở, mà đây đi đây nhà, đây ở đây kìa, ở đây kìa cô lên, nhảy. Kiểu gì trời, nhảy kiểu gì mà bắt chớn kiểu vậy. Bắt chớn kiểu lạ. Chưa được. Ủa sao nó cũng được. Mẹ nhảy lên rồi. Nó cài nè. Hay vậy. Cái quần tóc cái kia đấy cũng được. Không còn á. Xuống tắm luôn. Anh tắm mày anh mệt quá nè mệt quá này đâu mà lên mệt tí thôi. Ủa nước vô tay rồi ta. Ê ơi nào biết chưa mệt không mệt không không mệt hả nước hả? Ê sao tập hoài không biết bơi ngộ quá dở ghê luôn. Đâu tự bơi quý à bơi hoài không biết bơi ghê tới giờ này chưa biết bơi nè. Đi xuống dưới uống nước, sợ thấy bà luôn. Xuống dưới vậy bây giờ bẻ quá. Ở về cho anh hay tắm không? Ừ, nhỏ tắm hai tắm xong đó, nhỏ biết sao mà tắm như cái bánh xì mà cái bánh xe đỏ. Cứ bà cô mới cho. Hay lấy cái đó tắm lắm á. Mình nước quá giờ luôn. Không biết bơi. Ê xin mày. Đi vui quá ha. Cái áo phao này, mặc áo phao vô tắm đi.
Áo phao này từ hồi năm lớp 1 lớp 2 tới bây giờ. Từ năm lớp 1 lớp 2 tới giờ hả? Mình vẫn còn, vẫn xài được nha. Nhưng mà mặc hơi chặt tí thôi. Bao nhiêu năm rồi? Mình nhớ bơ đâu có xài phao đâu, xài cái nước đó. Vậy hả? Cái chai nước, chai nước. Biết hồi xưa là chuyên bơm trái dừa tắm nè. Rồi cây chuối nè, rồi cái bánh xi nè, rồi bắt chuồn chuồn cho cắn gún nè. Tới giờ mày không biết bơi nổi. Mấy sáu chai nước, chai chế nước cột là dây lại uống bụng á. Vui vậy? Đó mấy này về tắm này không bằng tài đó còn vui vậy tao riêng còn đó tại riêng nhật tiếng rồi trời nước nó ẩm bẹo anh tắm luôn hả? Ê nó ri nè. Ê áo phao nè. Trời ơi cô gái vàng của làng bơi nãy tao đứng nhìn nhảnh tao nắm giò tao kêu tắm tao không chịu giờ tự xuống mì mì còn màu hả mày đâu càng đông càng vui mà. Cô gái vàng của làng bơi vậy. Ủa vậy sao tao cho không anh? Anh gán cô gái cái mặt này ra không bị hướng nó ngọt nào anh thấy quá. Đừng. Em nói giỡn em mới giỡn chứ em có gì lỡ. Bởi anh nãy anh né rồi, chứ mày được. Ngồi hướng khác em không? Chú ai à? Không, em bữa cơm sau này em đi học cũng vậy, em đi làm cũng vậy á. Nói chung là anh còn kiều đó. Ủa, cái này không có cái này. Có một cái người bên nước ngoài nó nhắn là kêu quay mặt anh á, anh mới quay. Giờ anh mới tự tên anh quay. Tại cái này có phải Santo không anh Tại? Đâu? Không, đâu được đó. Cái này là anh gì á, nó gặp được. Chứ anh của quen. Kiểu nó chưa có uống hết cỡ. Cái gáo quá. Nhưng mà hai cái chân nó vẫn đưa lên được. Nhưng mà nếu mà video của anh bị gì? Nó biết á, mà nó không dám làm nhiều thôi. Chứ không có remote. Không có, thường thường có đăng ký bản quyền. Cái gì nội dung gì mới ấy thôi. Đúng, có nguyên một vòng bình cộng luôn hả? Hay dưới trời. Cái đó là lộn mèo. Trời ơi, cô gái bàn của làng bơi kìa. Dạ. Hay vậy? Quyên một ra. Mày nó uống mạnh hơn, người uống mạnh hơn nữa. Quyên một vòng bình chọn luôn hả? Mày búng xa ra. Trời ơi, nước vàng. Tao nhảy cho. Bỏ lên cái lưng cái đuôi. Nè, để tao nhảy coi. Cho muốn áo phao rồi. Ừ nhé áo phao đi. Ê không có nhảy kêu đó không có phao. Ừ không có cho. Ê trời ơi cái bạn gái đó nằm ngửa luôn kìa hay vậy. Được nếu như mà. Hay vậy. Phải biết bơi mới làm được cái gì đó. Các bạn nó biết bơi hay vậy trời. Đó. Anh ơi. Đây anh. Đây ai cũng biết bơi hết trơn vậy. Làm vậy ơi cho anh xả coi. Thôi là mày nông cái là cái à. Đầu gối mày vô mặt to à. Gì vậy 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 ra. Làm vậy là mình lăn đầu gối này vô đây đi đứt lưỡi luôn. Thử cái lộn thôi, nãy mình lộn được á. Cái này ở trên này hả? Không dưới á, lộn đầy. Thôi mà kêu em nó lộn cái gì á. Không nhắc cái gì hết á. Nhảy búng ra, bảo ra bảo. Búng hai chân lên. Cái gì á, vừa mới nói nó cái nó hết làm được rồi. Hoài nha. Điếu. Hoài vậy, vậy thôi thôi. Nhảy hả? Má, thích nhảy vậy? Nữa rồi. Kêu mới định à. Lên sớm vậy? Anh tiếp đi chứ. Anh tiếp đi chứ. Dạ. Lên sớm vậy? Ủa mấy giờ? Hả? Ừ. Mới có 2 giờ 29 hả? Chi vậy? Hôm nay em học hả? Không, thằng sắp ra. Chân nha. Woo.